Anh Cường, em tới rồi này. Cô ta đến đây làm gì không biết nữa. Quen à? Hôm nay anh tốt nghiệp đúng không? Chúc mừng anh nhá. Em mời anh với bạn bè anh ăn kem nhá. Một chầu kem luôn. Mọi người, ăn kem đi. Này, anh Cường. Ai cho cô đến đây làm ở Mỹ lên? Đừng tỏ vẻ thân thiết với tôi nữa. Nhưng mà em là bạn gái của anh mà. Chẳng phải là gia đình của chúng ta đã có hôn ước từ xưa rồi à? Hôn như cái con khỉ ấy. Tôi không có hôn ước với cô lại bán kem như cô. Vì mới là bạn gái của tôi. Sao? Hai người á? Đúng vậy. Tôi chính là bạn gái của anh Cường. Thế nên là tôi không thích bất cứ một đứa con gái nào lẩn vẩn trước mặt anh Cường. Thế nên ấy, tránh xa ra. Ngày trước ấy, thì nhà cô còn giàu, trông cô cũng xinh xắn ngon nghẻ, nên tôi mới đồng ý thôi. Còn bây giờ thì sao? Cô không học hết cấp 3 mà cô đòi yêu đương, hẹn hò, hẹn ước với người học đại học như tôi á. Như thế gọi là không môn đăng hộ đối đấy. Chuẩn đấy. Cô nhìn lại mình xem, chỉ là một đứa bán kem bẩn thỉu, nhà quê, nhếch nhác. Cô không xứng để làm người yêu của hot boy Cường như thế này đâu. Này, tự nhận là người yêu của anh Cường, cô không thấy xấu hổ à? Tốt nhất ấy là đi về đi. Này, chỉ cần nhìn thấy cô và cái xe kem bẩn thỉu này thôi ấy, tôi đã cảm thấy khó chịu lắm rồi ấy. Chính anh ngày xưa khi gia đình tôi làm ăn khá giả, anh đã thề non hẹn biển với tôi. Thế mà bây giờ gia đình tôi phá sản, anh đối xử với tôi như thế à anh Cường? Tốt, dừng lại câu chuyện này ở đây. Tôi không có hôn ước với loại bán kem như cô. Cô cùng với cái xe kem bẩn thỉu này tránh xa tôi ra. Không có hôn ước gì hết. Thôi, mình đi ra kia mình chụp ảnh tiếp đi. Chứ đúng ở đây á, người ta lại nghĩ là mình quen thân với con bán kem bẩn thỉu ở đấy. Đi. Mình vào trong đi. À, từ từ đã. Tôi nói cho cô nghe này, tôi cấm cô nhá được đi kể cho bạn bè tôi biết về chuyện hôn ước này. Bạn bè tôi mà biết ấy thì cô liệu hồn với tôi đấy. Kể từ bây giờ em sẽ là cô dâu tương lai của anh. Chúng mình học xong thì sẽ đính hôn nhá. Là đồ tồi mà. Đồ khốn nạn. Cô gì ơi, tỉnh lại đi. Cô gì ơi. Cô gì ơi, tỉnh lại đi. Anh làm cái gì đấy? Tôi... đau. Tôi xin lỗi. Nhưng mà... đây là đâu đấy? Đây là nhà của tôi. Bây giờ cô có thể về nhà của cô được rồi đấy. Hay là để tôi chở cô về nhá. Nhà của tôi á? Nhưng mà nhà của tôi ở đâu? Cô không biết nhà cô ở đâu á? Thế cô có nhớ tên của cô không? Tôi cũng không nhớ nữa. Chuyện gì vậy? Sao lại không nhớ gì hết nhỉ? À, nhưng mà tôi có nhớ một chuyện. Tôi có bạn trai rồi đấy. Chắc chắn luôn. Kể từ bây giờ em sẽ là cô dâu tương lai của anh. Chúng mình học xong thì sẽ đính hôn nhá. Hay là anh là bạn trai của tôi đúng không? Anh hứa hôn với tôi đúng không? Tôi biết ngay mà. Tôi biết là anh sẽ luôn ở bên tôi mà.
Đúng vậy, cô ấy sao lại không nhớ gì hết hả bác sĩ? Cô gái này bị thương ở đầu nên là bị mất trí nhớ. Nhưng cô ấy nhớ mình có bạn trai và còn có hôn nữa, nhưng lại nhận nhầm tôi là bạn trai của cô ấy. Đây có thể là trước đó cô gái này gặp vấn đề tổn thương tâm lý nghiêm trọng, nên khi chấn thương va chạm mạnh, ký ức sẽ hiển thị một phần, hoặc là nhớ đoạn ký ức đó, hoặc là chối bỏ nó. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Ôi, ngon thế. Cảm ơn anh nhá. Thử đi. Có thể ngon không? Này, tôi thấy tủ sách nhà anh có quyển này. Anh học qua chưa? Tôi học qua rồi. Tôi còn tốt nghiệp loại giỏi cơ. Thì anh dạy tôi đi, tôi cũng muốn học. Cô chưa học qua lớp 12 à? Tôi chưa. Thì tôi chỉ nhớ mang máng là tôi tốt nghiệp lớp 10 rồi, nhưng mà cũng không biết vì lý do gì mà tôi phải nghỉ học nữa. Mà thôi, anh dạy cho tôi đi. Tôi hứa tôi sẽ học chăm chỉ nghiêm túc. Sao cô cứ liếc nhìn tôi đấy? Tôi... Mặt cô đỏ lên hết rồi đấy. Chắc là tại vì cái phòng này của anh nóng quá đấy. Thôi, tôi đi rót nước đây. Đầu mình khó chịu quá. Giường của mình đâu rồi? Tôi hỏi cô mới đúng đấy. Đây là phòng ngủ của tôi mà. Tôi chắc là đêm qua tôi ngủ mơ nên là tôi đi nhầm phòng của anh. Tôi xin lỗi. Chỉ mỗi xin lỗi thôi à? Thưa cậu chủ, em đã được nghe danh cậu chủ đã lâu, nay mới được gặp mặt ạ. Dạ, nếu mà em được chọn làm vị trí trợ lý thì em sẽ cố gắng hết mình, hoàn thành thật tốt công việc. Chỉ cần cậu chủ ho một tiếng thôi là em sẽ có mặt ngay ạ. Tôi đã xem qua hồ sơ rồi, chúng ta cũng chỉ xem tuổi nhau thôi. Hai người chờ tôi một tí nhé. Dạ vâng ạ. Anh nghe nói là thiếu gia tập đoàn Ham Group ấy rất là phóng khoáng, thì chắc chắn nhá, lương của trợ lý cũng phải rất là cao. Đến lúc đấy nhá, anh cho em mua sắm thoải mái luôn. Ui.
hôn nước gạch con khỉ ấy. Tôi không có hôn nước với cô lại bán kem như cô. Cô không xứng để làm người yêu của hot boy Cường như thế này đâu. Này, tự nhận là người yêu của anh Cường không thấy xấu hổ à? Tốt nhất ấy là đi về đi. Này, tôi nhớ ra rồi. Này 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 này, cái con bán kem bẩn thỉu kia, sao mày đến đây hả? Mày có biết đây là đâu không mà mày đến đây? Đúng là nhà quê mà. Đi về đi. Cô cố tình đeo bám tôi đúng không? Cô cút đi, đừng phá chuyện của tôi. Đúng rồi đấy, đi về đi. Đi 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 đi. Các người làm cái gì vậy? Cậu chủ, đừng nghe cô ta nói nhá. Cô ta nói điêu đấy. Dạ. Nói dối rồi. Đúng rồi đấy cậu chủ ạ. Cậu chủ đừng để ý đến cô ta, để em đuổi đi cho ạ. Nào đi đi, nhanh lên. Dừng lại ngay. Sao anh lừa dối tôi? Sao anh lại nhận là bạn trai của tôi? Bạn trai á? Tôi xin lỗi vì đã không nói rõ chuyện này với cô. May quá, mở được rồi. Có bạn trai rồi à? Tôi đã nói với cậu là đừng có gọi cho tôi rồi. Chuyện vừa rồi chưa đủ sao? Tôi không phải cô ấy. Chủ nhân số điện thoại này bị tai nạn nên tôi gọi anh để đến đón cô ấy về. Cô ấy có tai nạn ấy thì không liên quan gì đến tôi. Anh không phải là bạn trai của cô ấy à? Chia tay rồi, không còn yêu đương gì hết. Anh cứ mặc kệ cô ta đi, đừng có gọi làm phiền tôi nữa. Bây giờ anh chỉ có mình em thôi. Hay là anh là bạn trai của tôi đúng không? Anh hứa hôn với tôi đúng không? Ừ. Tôi biết ngay mà. Tôi biết là anh sẽ luôn ở bên tôi mà. Ban đầu chỉ là giả vờ thôi, nhưng về sau tôi có tình cảm với cô thật. Tiêu rồi. Ai dám coi thường và làm tổn thương bạn gái của tôi? Dạ thưa cậu chủ, em không dám đâu ạ. Còn cô nữa, cướp bạn trai của người khác một lần rồi có ý định lần nữa sao? Em, cậu chủ, em không có làm như thế đâu ạ. Không phải như thế đâu. Cô thôi đi. Cô làm gì vừa nãy tôi biết hết rồi đấy. Loại người con gái như cô ấy tôi không thèm nhìn. Cô hiểu chưa? Anh, em dám. Bây giờ hai người tự đi hay để tôi gọi bảo vệ mời hai người đi đây? Trời ạ. Cô không giận chứ? Thực sự tôi không cố ý đâu. Nhưng mà tại sao một người như anh phải thích một đứa nghèo như tôi? Tôi không hiểu. Đơn giản thích là thích thôi, chẳng cần lý do gì cả. Khi ở bên cậu, tôi cảm thấy được vui vẻ và hạnh phúc.